Thảo Vân sinh năm 1970, thường được khán giả biết đến qua các chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, Gala Gặp Nhau Cuối Năm, Táo Quân, Làn Sóng Xanh. Từ nhiều năm trước, nữ MC gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, cách nói chuyện hài hước, dí dỏm trong các show có cô dẫn chính trên sóng VTV. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, Thảo Vân ít xuất hiện hơn trước công chúng và khán giả truyền hình. Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò, thắc mắc nữ MC nổi tiếng một thời đang làm gì và ở đâu. Điều ít biết về nữ MC nổi tiếng một thời. Thảo Vân sinh ra trong một gia đình có 8 người con, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Mẹ của cô là người phụ nữ tần tảo, luôn lo lắng hết mình vì các con. Mong ước của bà là được khoe về con cái thành đạt khi trưởng thành. Tuy nhiên, Thảo Vân đã phải tiếc nuối vĩnh biệt mẹ khi bà chưa được nhìn thấy cô con gái út đứng trên sân khấu. Trước khi bén duyên với nghiệp MC, ít ai biết rằng Thảo Vân từng nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Cô từng được đặc cách vào đội văn nghệ của sư đoàn 337 quân khu 1 với phong hàm thiếu úy. Tuy nhiên, sau khi đỗ Đại học Sư phạm Hà Nội, cô vẫn quyết định trở về học tại thủ đô. Thảo Vân từng là ca sĩ duy nhất trong ban nhạc Hoa Sữa. Cô hát nhiều ca khúc của Vũ Quang Trung, song ca với anh Quân và từng quay chương trình phát sóng trên truyền hình. Sau này, Thảo Vân dần từ bỏ đam mê âm nhạc để chuyển hướng sang công việc dẫn chương trình. Không chỉ làm MC, cô còn giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhiều người chỉ biết đến Thảo Vân thông qua các chương trình truyền hình như Gặp Nhau Cuối Tuần, Gặp Nhau Cuối Năm, Táo Quân, Vui Khỏe Có Ích. Vài năm gần đây, cô ít xuất hiện trên truyền hình hơn. Tuy nhiên, Thảo Vân vẫn hoạt động chăm chỉ và dẫn chính trong các show họp báo, sự kiện của VTV, VFC, VTC. Hôn nhân đổ vỡ với nghệ sĩ nhân dân Công Lý. MC Thảo Vân gặp Công Lý tại chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần do cô làm người dẫn chương trình. Khi ấy Công Lý đã qua một đời vợ. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân năm 2004 và có với nhau một cậu con trai tên Gia Bảo, tên gọi ở nhà là Tít. Ban đầu, Công Lý hết lời khen ngợi Thảo Vân là người đảm đang, biết vun vén cho hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, cả hai chỉ sống bên nhau được 6 năm. Chuyện xuất phát từ buổi họp báo ra mắt bộ phim hài kịch Tiến Tùng, Túng Tiền của Công Lý ngày 10 tháng 9 ở vai trò đạo diễn. Trong lúc nói chuyện, có một cô gái còn khá trẻ đứng bên cạnh chờ Công Lý. Biết Công Lý luôn kiệm lời khi hỏi về chuyện riêng, nhưng vì hiếm khi thấy anh đi cùng phụ nữ khác mà không phải là vợ, nhiều phóng viên đã tranh thủ hỏi có hay không việc giữa anh và MC Thảo Vân đã chia tay như lời đồn. Không từ chối cũng không khẳng định, Công Lý chỉ nói một câu duy nhất, đó là chuyện riêng, tôi xin phép không trả lời vấn đề này. Giải thích về cô gái đứng chờ anh ở bên cạnh có phải là người mới không, Công Lý đã thẳng tưng, không, đó là khách do nhà sản xuất mời đến thôi. Tuy nhiên, trái với né tránh của Công Lý, MC Thảo Vân lại khẳng định thông tin họ chia tay nhau là có thật. Thảo Vân cho biết, chuyện xảy ra giữa chúng tôi cũng lâu rồi và tôi cũng đã lấy lại được thăng bằng cho chính mình nên không muốn nhắc lại nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi chia tay nhau, việc này mới được nói công khai trên mặt báo. Từ hôm đó đến giờ, tôi nhận được khá nhiều cuộc điện thoại hỏi về chuyện này, khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi hiểu là báo chí luôn quan tâm đến nghệ sĩ và là người của công chúng thì không thể tránh được việc chuyện bị mổ xẻ chuyện riêng. Nhưng đợi thời gian qua đi, một lúc nào đó tôi sẽ nói về chuyện này một cách thẳng thắn và rõ ràng. Khi được hỏi nguyên nhân tan vỡ của gia đình chị có phải xuất phát từ người thứ ba hay không, MC Thảo Vân phủ nhận. Không phải do người thứ ba, chuyện của chúng tôi tan vỡ là do nhiều nguyên nhân và nó liên quan đến nhiều người chứ không phải một lý do cụ thể và cũng chỉ người ở trong cuộc mới hiểu được. Ngay khi thông tin về bài báo, Công Lý từ chối nói về chuyện chia tay Thảo Vân. Một người bạn của anh cho biết Công Lý đang rất đau đầu về chuyện này bởi từ trước đến nay cô đầu luôn né tránh đưa chuyện riêng lên báo chí. Sau khi chia tay người vợ đầu tiên, Công Lý đã từng tâm sự rằng nhờ có những chia sẻ của Thảo Vân đã giúp anh lấy lại được cân bằng, gắn bó hơn và rồi họ quyết định đi đến hôn nhân. Nhiều người mừng cho họ nhưng cũng có không ít người lo ngại cho Thảo Vân khi gắn bó với một người đã có một đời vợ, vốn là một người phụ nữ của gia đình, sâu sắc và tình cảm. Thảo Vân đã khiến người độn ngôn Công Lý
cũng đã không ít lần phải bày tỏ tình cảm, ngợi ca vợ trên báo, trừ cái tật nói nhiều của vợ. Còn với Thảo Vân, chị nhận thức được rằng đằng sau cái vẻ xù xì thô ráp của chồng là một tâm hồn đẹp và chỉ chán mỗi cái tật nói ít của anh. Một nghệ sĩ hài nổi tiếng cũng là bạn diễn của Công Lý thì chia sẻ: nghệ sĩ hay người bình thường thì cũng khó tránh được những lúc cơm không lành, canh không ngọt, nên không thể bình luận hay đánh giá được. Đèn nhà ai, nhà nấy dạng thôi. Chứ đánh giá họ biết đâu ngày mai mình cũng lại rơi vào tình cảnh ấy. Tôi hay nói phương châm sống của tôi mà vợ tôi không mấy thích thú là: vợ chồng sống với nhau, ngày nào biết ngày ấy. Hạnh phúc gia đình là điều không ai có thể nói khôn được, cũng không thể chắc chắn được. Nhìn bên ngoài hạnh phúc, nhưng có khi bên trong lại không phải vậy. Thế nên, con ở với nhau ngày nào thì hãy hết mình và có trách nhiệm với nhau, để ngày mai nếu có chia tay thì không phải hối tiếc. Sau khi ly hôn, cu Tít được phân sống cùng mẹ. Trải qua sóng gió lớn trong cuộc đời, Thảo Vân tâm sự bản thân từng cảm thấy buồn khổ, trống tránh, tổn thương rất nhiều. Nhưng rất may khi ấy, cô có bạn bè ở bên lắng nghe cô giải bày, chút bầu tâm sự. Một mình nuôi dạy con trai khôn lớn, Thảo Vân từng trải qua không ít khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, cô luôn đặt con lên trên công việc. Thảo Vân cho biết, cô từng từ chối nhiều lời mời làm MC chương trình để có thời gian bên con, dạy con ăn học thành người. Thỉnh thoảng, Thảo Vân có chia sẻ một vài tình huống và cách dạy con trong cuộc sống hàng ngày. Những bí quyết cho cu Tít dậy sớm tự lập, tự tin, chịu trách nhiệm với hành động của mình được Thảo Vân bộc bạch, thu hút nhiều sự quan tâm, học hỏi của các bậc phụ huynh dành cho con cái cùng trang lứa. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thảo Vân và Công Lý giữ mối quan hệ khá văn minh khi cả hai không hề nói xấu phàn nàn về nhau trước công chúng. Thảo Vân cũng rất thân thiết với vợ thứ ba của Công Lý, nhà báo Ngọc Hà. Thời gian trước, khi Công Lý bị ngã bất ngờ phải vào bệnh viện, Thảo Vân cùng nhiều đồng nghiệp có đến thăm hỏi. Sự văn minh, hòa nhã của Thảo Vân với Công Lý và gia đình chồng cũ khiến cô càng được nhiều người yêu mến và cảm phục. Lạc quan đối diện với bệnh hiểm nghèo. Năm 2014, khi ở tuổi 44, Thảo Vân bất ngờ chia sẻ chuyện mình mắc phải căn bệnh teo thủy não trái. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể khiến cô gặp tình trạng đãng trí, thậm chí quên hết mọi thứ dù mới xảy ra. Bệnh teo thủy não trái thường xuất hiện ở người già, nhưng lại đến với Thảo Vân khi cô mới ngoài 40. Lúc bấy giờ, điều cô lo lắng nhất là cậu con trai nhỏ của mình. Thảo Vân chia sẻ trên trang cá nhân: dù mẹ giải thích rằng bệnh của mẹ không đến nỗi quá nguy kịch, nếu có mất trí nhớ thì cũng còn rất lâu nữa, nhưng con vẫn bồn chồn lo lắng. Mẹ ơi, nếu mai này mẹ mất trí nhớ thì con phải làm những dấu hiệu gì để mẹ nhận ra con, mẹ nhỉ? Con hỏi. Vừa cảm động vừa sung sướng, mẹ nghẹn lời, chẳng nói được gì. Mẹ cuốn theo con trong những bài tập ngộ nghĩnh như cầm tay nhau, siết thật chặt, hôn 3 cái, chạm vào má 3 lần. Sau khi quy ước mật mã nhận dạng, hết sợ sau này mẹ con lạc mất nhau, con mới an tâm nằm ngủ. Mẹ nằm bên con, thổn thức mãi, bất giác lại quay sang hôn trộm lên má, lên tay con. Tít ơi, sao mẹ có thể quên con được? Dù mai này, nếu không may não mẹ có bị suy giảm chức năng thì mẹ vẫn nhận ra con bằng trái tim của mẹ. Tâm sự của Thảo Vân khiến nhiều người lo lắng, hỏi thăm, động viên cô vượt qua bệnh tật. Dần dần Thảo Vân cũng lấy lại tinh thần lạc quan, phối hợp điều trị bệnh và học nhiều thói quen mới để bù lại trí nhớ ngắn hạn bị tổn thất của mình. Thôi, cuộc sống mà, cái gì đến sẽ phải đến. Cứ vui vẻ để tận hưởng những gì chúng ta nhận được ngày hôm nay, Thảo Vân bộc bạch. Đến hiện tại, Thảo Vân đã trải qua 8 năm chiến đấu với bệnh tật. Cu Tít cũng dần khôn lớn và trưởng thành, còn Thảo Vân bắt đầu sống nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn. Ngoài thời gian làm việc và chăm sóc con, Thảo Vân có thời gian lo cho cuộc sống riêng của mình. Ở tuổi 52, cô vẫn quyết định giữ cuộc sống đơn thân. Trên trang cá nhân của mình, Thảo Vân chia sẻ những hình ảnh đi dạo phố, cà phê đơn giản nhưng luôn tràn đầy tự do, hạnh phúc. Sau nhiều năm, chị vẫn giữ được sự trẻ trung với nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi. Có lẽ với Thảo Vân, hạnh phúc đơn giản của hiện tại mới là điều mà cô trân quý, tận dụng từng phút giây. Nhan sắc và cuộc sống kín tiếng của vợ đầu nghệ sĩ nhân dân Công Lý.
So với MC Thảo Vân và Ngọc Hà, thì người vợ đầu tiên ít được công lý nhắc đến hơn cả. Người vợ đầu xinh đẹp, cá tính. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội. Tên tuổi của anh gắn liền với một loạt chương trình đình đám như Gala Cười, Gặp Nhau Cuối Tuần, Gặp Nhau Cuối Năm. Trong đó, vai diễn ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả chính là cô đầu của Gặp Nhau Cuối Năm, Táo Quân. Mặc dù chính thức biên chế ở Nhà hát Kịch Hà Nội, nhưng Công Lý còn tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình. Những năm gần đây, anh còn đóng vai phó đạo diễn và một số bộ phim phát sóng giờ vàng. Thành danh từ khá sớm, đạt được rất nhiều thành công cũng như sự trân trọng yêu mến từ cả đồng nghiệp lẫn khán giả, nhưng nghệ sĩ nhân dân Công Lý lại khá lận đận. Anh là người duy nhất trong ekip Táo Quân đã trải qua 3 lần đò và có 2 người con riêng với vợ đầu và vợ hai. Trong số những người vợ của Công Lý, MC Thảo Vân là nổi tiếng hơn cả. Cặp đôi nghệ sĩ từng có thời gian dài hạnh phúc, vừa chăm sóc nhau trong cuộc sống, vừa sát cánh trong công việc. Cho đến khi chia tay, nghệ sĩ nhân dân Công Lý vẫn nhắc về người vợ thứ hai một cách đầy trân trọng. Người vợ hiện tại kém Công Lý 15 tuổi, trẻ trung xinh đẹp. Vì vợ làm trong ngành truyền thông nên họ thường xuyên xuất hiện bên nhau, được nhiều người quan tâm biết đến. Đặc biệt trong những ngày Công Lý lâm bệnh nặng, người vợ trẻ dốc lòng giúp sức chăm sóc chồng khiến nhiều người vô cùng cảm động. So với MC Thảo Vân và Ngọc Hà, tên người vợ thứ ba, thì vợ đầu của nghệ sĩ nhân dân Công Lý kín tiếng hơn cả. Họ kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ. Thời điểm đó, Thục Khuê đang công tác tại Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam. Đến năm 2001, cả hai đón con đầu lòng là Thục Anh. Chị được bạn bè và đồng nghiệp đánh giá là một người tốt, chu đáo, nhiệt tình, hiền lành nhưng lại rất có cá tính. Về hình thức, nhiều người thừa nhận rằng chị ưa nhìn, đặc biệt khuôn mặt ấn tượng. Trong thời gian chung sống, Công Lý và vợ không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống nên thường xuyên lục đục. Cuộc sống ngột ngạt khiến cho cả hai nhanh chóng kết thúc mối lương duyên. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý chia sẻ rằng mình đã mất rất nhiều sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cái được duy nhất của anh là có cô con gái đầu lòng vô cùng đáng yêu. Bé Kiến, tên thân mật mà mọi người hay gọi ở nhà, rất yêu thương bố. Gặp ai cũng mượn điện thoại để nhắn tin cho bố. Bố đang ở đâu? Bố làm gì? Mỗi lần nghĩ đến con, anh vẫn không khỏi tự trách mình đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Sự kín tiếng và tử tế sau ly hôn. Sau ly hôn, Thục Khuê nhận nuôi con gái và vẫn tiếp tục công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện tại, cô con gái chung của Công Lý và Thục Khuê cũng đã khôn lớn trưởng thành. Được biết, Thục Anh đã trúng tuyển vào khoa đạo diễn Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, cũng lựa chọn con đường nghệ thuật giống như bố. Ngoài công việc ở VTV, chị dành thời gian để dạy con và đưa con đi du lịch. Nhìn loạt ảnh đăng tải trên trang cá nhân có thể thấy được phần nào cuộc sống yên bình của chị ở thời điểm hiện tại. Cũng như MC Thảo Vân, Thục Khuê có mối quan hệ rất tốt đẹp với chồng cũ và vợ ba hiện tại. Không ít lần khán giả bắt gặp họ gặp gỡ ăn uống vui vẻ cùng nhau. Sự tử tế của ba người phụ nữ đến trong cuộc đời đã khiến nghệ sĩ nhân dân Công Lý vô cùng xúc động. Anh tâm sự trên Dân Trí. Tôi rất cảm động vì cả Thục Khuê và Thảo Vân sau ly hôn vẫn cư xử với tôi lẫn gia đình tôi rất văn minh vì họ đều nghĩ đến cái chung chứ không có những hằn học cá nhân. Việc bé Kiến và bé Tít thân thiết và tình cảm được như ngày hôm nay cũng chính là nhờ cách cư xử rất văn minh ấy. Trong sâu thẳm, họ nghĩ gì tôi không biết, nhưng họ biết đặt tương lai của các con lên trên hết để làm sao khi các con về bố, về mẹ, về ông bà đều cảm thấy thoải mái, không phải gợn một điều suy nghĩ gì cả. Bố mẹ Công Lý cũng xem Thục Khuê và Thảo Vân như con gái. Mỗi khi có những việc trọng đại của gia đình, bao giờ ông bà cũng gọi điện để thông báo hoặc mời họ về tham gia. Những dịp lễ Tết, cả hai cũng luôn dẫn các con đến chúc Tết, biếu quà ông bà như một cách thể hiện tình cảm. Chuyện ít biết về cô con gái kín tiếng của nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Là cô con gái đầu của nghệ sĩ nhân dân Công Lý và người vợ đầu Thục Khuê, nhưng Thục Anh lại có cuộc sống kín tiếng với truyền thông hơn hẳn cậu em trai cùng cha khác mẹ là Gia Bảo. Những thông tin về cuộc sống của Thục Anh được bố Công Lý ít khi nào công khai. Nhưng nhìn vào trang cá nhân cũng thấy được cô bé này có những tháng năm tuổi trẻ vô cùng sôi nổi.
Thục Anh đang theo học ngành đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô con gái nghệ sĩ nhân dân Công Lý càng lớn càng xinh đẹp và cá tính. Không ít người dự đoán cô con gái Thục Anh của bác đầu Công Lý tương lai sẽ trở thành đồng nghiệp với bố. Là con gái của nghệ sĩ lớn nhưng cuộc sống vô cùng kín tiếng. Có bố là nghệ sĩ lại rất thương con, nhưng ngay từ khi sinh ra, Thục Anh đã được nghệ sĩ nhân dân Công Lý dạy bảo cách sống tự lập, không dựa dẫm vào tiếng tăm của bố. Khi thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, cô bé đã được bố dặn giữ kín bí mật về việc mình là con gái của Công Lý, nhất là với cô giáo. Công Lý từng chia sẻ với truyền thông rằng anh không muốn sự nổi tiếng của mình khiến con ỷ lại mà phải biết cách tự lập. Chính vì điều này đã giúp cô bé Thục Anh được trải qua những năm tháng tuổi trẻ trên giảng đường đại học đúng nghĩa như bao các bạn. Quan tâm và suy nghĩ cho bố. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý từng trải qua những tháng năm tình duyên lận đận, anh kết hôn 2 lần nhưng đều đổ vỡ. Mặc dù vậy, nghệ sĩ nhân dân Công Lý lại là một ông bố rất cương chiều và yêu thương con. Chính vì điều này mà Thục Anh với người vợ đồ thuộc quê và con trai Gia Bảo, MC Thảo Vân đều vô cùng quan tâm đến bố. Trong một chương trình truyền hình trước đây, Công Lý từng xúc động chia sẻ với con gái Thục Anh khi mới 13-14 tuổi, có những hành động hiếu thảo dành cho bố và gia đình. Biết Công Lý đi thuê nhà, cô con gái nhỏ đã từng ngỏ ý lấy tiền tiết kiệm dành dụm trong heo đất từ lúc mới sinh ra để đưa cho bố. Sống cùng bố và ông bà từ nhỏ, hiểu được việc ông bà lớn tuổi, điều kiện kinh tế eo hẹp nên Thục Anh chẳng đòi hỏi mua bất cứ thứ gì. Được bố yêu thương và tôn trọng quyết định tương lai, trong việc giáo dục con cái, Công Lý không hề qua loa mà dành nhiều thời gian để chỉ bảo các con, mặc dù bố mẹ ly hôn cũng như sự xuất hiện của em trai Gia Bảo và cô bạn gái kém tuổi của bố, nhưng Thục Anh luôn được vây quanh trong tình yêu thương. Chính sự chia tay trong hòa bình, đối xử thân thiện như bạn bè sau đổ vỡ của những người phụ nữ từng bước qua cuộc đời của Công Lý đã tạo nên những khoảnh khắc ấm áp tràn đầy tình yêu cho cả Thục Anh và Gia Bảo. Khi biết Thục Anh quyết định theo học ngành đạo diễn, Công Lý đã tỏ ra vô cùng lo lắng vì sợ con vất vả, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của con. Anh cũng từng ngỏ ý định hướng con theo nghề biên kịch cho nhẹ nhàng, nhưng cô gái 19 tuổi vẫn kiên định với quyết tâm của mình. Trước quyết định đầy máu lửa này, Công Lý đã ủng hộ và đưa ra định hướng cho con để Thục Anh được lớn lên trong sự thoải mái khi lựa chọn tương lai cho chính mình. Có thể nói cuộc sống của con gái nghệ sĩ nhân dân Công Lý tuy kín tiếng, ít người biết đến nhưng vẫn ngập tràn những màu sắc rực rỡ của tuổi trẻ. Chính cách dạy dỗ uyển chuyển, tràn đầy tình yêu thương và quan tâm của Công Lý đã giúp cho Thục Anh có được sự tự do trưởng thành, quyết định tương lai nhưng vẫn tôn trọng và hiếu thảo với bố.